Đường chuyền lên của Tô Văn Vũ. Wander Luiz. Một sai lầm. Đối mặt. Rất gọn gàng, tỷ số được đưa lên 2-0 cho BKMX Bình Dương. Quảng Nam ép sân, bỏ lỡ một số cơ hội và sau đó bất ngờ mắc sai lầm. Bộ đôi tiền đạo Bình Dương đều lập công. Anh Đức mở tỷ số, bây giờ là Wander Luiz, tiền đạo người Brazil. Wander Luiz đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đây là phút thứ 15 hiệp 2 của trận đấu. Tô Văn Vũ là người đã truyền lên cho Wander Luiz. Wander Luiz đã có bàn thắng thứ 3 ở mùa giải năm nay. Tấn Sinh đã mắc sai lầm. Tấn Sinh đã không tập trung. Thời gian gần đây Tấn Sinh được thi đấu khá nhiều. Fan mừng.